Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Thưa quý vị và các bạn, khi xem tử vi cho những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, trong tháng 5 âm lịch này, bạn sẽ nắm bắt được cuộc sống của mình về các mặt như tiền bạc, công danh, sự nghiệp, cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Và thưa quý vị, qua đó thì sẽ giúp cho bạn có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Và sau đây thì chúng tôi rất cảm ơn tất cả quý vị vì đã theo dõi chương trình. Tuy nhiên, trước khi bước vào những nội dung sau thì chúng ta hãy cùng đi vào phần đầu tiên, đó chính là luận giải về lá số tử vi của tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 5 của Thành Gia Cát. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi để có thể nắm bắt được bức tranh tổng quan về vận hạn của mình cũng như là phương pháp hóa giải quý vị, giúp cho quý vị tăng cường tài lộc, sức khỏe cũng như là gia đạo. Và bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 mệnh lộ bàng thổ, là người tâm địa hiền lương, có ý chí và trách nhiệm cao. Vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm mạnh mẽ và cứng cỏi. Họ thích lập sẵn kế hoạch trước khi làm bất kỳ điều gì. Ước mơ của tuổi Tân Mùi là tự mình gây dựng cơ nghiệp nhờ vào tài năng và quyết tâm cá nhân thì họ hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực. Tân Mùi sinh năm 1991, đây là con người của sự chí khí cởi mở, có số lập nghiệp cơ đồ, hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên để đắc lộc thì Tân Mùi thường phải trải qua sự khổ trước sướng sau. Vậy nên dù đây là một trong những tuổi dễ gặp nhiều tai ương, vất vả, lên voi xuống chó, nhưng cũng có được nhiều những thành tựu nổi bật trong cuộc đời. Xem tử vi tháng Bính Ngọ, tháng 5 âm lịch năm 2022 cho quý vị gia chủ tuổi Tân Mùi trên phương diện sự nghiệp. Dù bản mệnh không đạt được bước thăng tiến gì quá lớn, nhưng cũng sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình thì công việc vẫn sẽ tiến triển ổn định. Phương diện tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu nhích nhẹ, đặc biệt là trong các khoản thu phụ. Bản mệnh chăm chỉ làm thêm, ắt được trả một mức lương xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được một nửa kia phù hợp. Bạn nên quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình, như vậy có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác giới. Người đã lập gia đình cần phải chú ý giữ gìn khoảng cách với người ngoài, chớ để chuyện thị phi gây tác động xấu đến quan hệ vợ chồng. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp Bính Dương hỏa nên gọi là chính tài, nghĩa là vị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, người tuổi Tân Mùi có một tháng mới đầy triển vọng. Bạn còn trẻ tuổi nên luôn cố gắng thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng khá tốt đẹp với lãnh đạo và có thể là cả quý nhân. Người làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc chấp pháp có nhiều cơ hội phát triển trong năm nay. Bạn có thể đưa ra những quan điểm mới mẻ và ấn tượng, giúp tập thể có những bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Thêm vào đó, bạn nhận được sự quan tâm dìu dắt của cấp trên, cũng như những người có kinh nghiệm nên nhanh chóng học hỏi được những điều hữu ích, phát huy tác dụng lớn lao trên con đường thăng tiến trong tương lai. Tuổi vẫn còn trẻ, mặc dù đã va chạm nhiều, nhưng bản mệnh vẫn có nhiều điều cần phải học hỏi và tốt nhất là hãy giữ thái độ khiêm tốn lắng nghe, tránh tình trạng ngựa non háu đá, chống đối với người có vị trí cao hơn. Thời điểm này bạn có một vài cơ hội để thể hiện bản thân và gây ấn tượng với cấp trên. Vì thế hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến và quan điểm của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tân Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, theo phong thủy Lộc Tài, tình hình tài chính của bản mệnh khá ổn định. Một vài người có biểu hiện xuất sắc trong sự nghiệp sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương, cải thiện chất lượng cuộc sống. Với những người có ý định đầu tư, kinh doanh trong năm, thì bạn nên cân nhắc kỹ càng, học hỏi những người giàu kinh nghiệm hơn và không nên nghe theo những lời rủ rê, lôi kéo của người không đáng tin cậy. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi,
Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tuổi còn trẻ nên hầu như không gặp vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe. Tuy nhiên vẫn cần phải chăm chỉ rèn luyện để có một thể hình săn chắc, khỏe mạnh. Tránh sinh hoạt thiếu điều độ, ăn quá nhiều thức ăn vặt hoặc đồ chiên xào, nếu không thì sẽ dẫn tới các bệnh về dạ dày hoặc suy giảm sức đề kháng. Ngoài ra trong tháng thì bạn cũng cần phải hạn chế tới những nơi đèo cao vực sâu, nhiều âm khí, kẻo dễ gặp tai nạn bất ngờ. Người tuổi Tân Mùi còn trẻ thường bị cuốn vào công việc tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, tập luyện nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Vì những gì bạn cần làm đó chính là cắt giảm thức khuya có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể của bạn. Ngoài ra bạn cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi và có một chế độ ăn uống hợp lý thường xuyên. Các quý vị gia chủ tuổi Tân Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm Bát Bảo Tâm Kinh theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển khá tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia vào các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè, bạn hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Nam mệnh không nên rụt rè trong việc chủ động làm quen với bạn khác phái. Nếu có thiện cảm với ai, bạn hãy tiến đến gần để tiếp xúc nhiều hơn và hiểu về đối phương. Đừng chờ đợi người ta chủ động liên lạc với mình. Mối quan hệ giữa bạn với người lớn trong nhà nói chung hòa hợp. Bạn cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn và nhất là trong những vấn đề mình còn chưa hiểu rõ. Người đã lập gia đình, về cơ bản vẫn giữ được bầu không khí hòa hợp trong nhà. Đôi bên vẫn đang ở trong quá trình dung hòa và thích ứng với một trang mới trong cuộc sống. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Tân Mùi trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 5 năm 2022, tức ngày 5 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 5 năm 2022, tức ngày 17 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tân Mùi trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 5 năm 2022, tức ngày 10 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 5 năm 2022, tức ngày 22 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả hơn. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích về phần luận giải lá số tử vi của tuổi Mùi sinh năm 1991 trong tháng 5 âm lịch. Chắc hẳn quý vị
cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại!